Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm vô cùng cần thiết đối với chị em phụ nữ, đó là dung dịch vệ sinh phụ nữ Senota. Sản phẩm này có độ pH sinh lý đạt chuẩn từ 4 đến 6, giúp lấy lại sự cân bằng trong môi trường âm đạo và chống lại sự phát triển của các vi khuẩn có hại gây viêm nhiễm. Sản phẩm này không có chất tạo bọt độc hại nên nó không làm khô vùng kín. Là một trong những dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ đầu tiên được ứng dụng công nghệ nano bạc kết hợp với tinh dầu tràm trà, chiết xuất trà xanh, chiết xuất trầu không và cam thảo, giúp tăng tính lăng sát khuẩn, diệt trùng, tiêu độc, làm mềm và khử mùi. Với tinh dầu bạc hà kết hợp với hương nước hoa cao cấp mang lại một cảm giác khô thoáng, sảng khoái và tinh khiết, và lưu lại cái mùi hương dịu dàng trong suốt nhiều giờ đồng hồ để chị em phụ nữ có thể tự tin và hấp dẫn hơn. Với dịch chiết xuất từ cây mít kết hợp với vitamin B3 và vitamin E giúp sáng hồng và làm mềm mại vùng kín. Với nguyên liệu và công nghệ được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, được chiết xuất và đóng chai tại nhà máy dược mỹ phẩm Viscot Việt Nam nên chất lượng vượt trội hơn hẳn so với các dòng sản phẩm khác ngoài thị trường. Với dung dịch vệ sinh phụ nữ Senota này có hương thơm ngọt ngào, quyến rũ và nồng nàn. Đây là những hương thơm tổng hợp của các loài hoa orator của Pháp, được nghiên cứu bởi bà Junet, người gốc Pháp, cùng chuyên gia thẩm hương. Các loài hoa này còn đặc biệt hơn là được chọn lựa để sử dụng chuyên cho vùng kín của chị em phụ nữ. Sản phẩm này không gây kích ứng da, kể cả da nhạy cảm, và rất an toàn cho bà bầu trước và sau sinh, và đặc biệt có thể dùng cho cả nam giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.